Nhiều cái anh xem ở trên TikTok Anh chẳng hiểu là các bạn đang làm gì ạ Cuộc sống của mình chỉ tập trung vào kiếm view Kiếm ừ. follower Thì thật ra mình phải xem lại bản thân Anh thấy sống như thế rất là khổ ạ Bây giờ cái được gọi là một sự thành công Hay được gọi là một cái name gì đó Thì các bạn giới trẻ sẽ có một cái Một cái suy nghĩ và một cái định hướng đó chính là các bạn trên các cái phương tiện truyền thông hay là các trang mạng xã hội của chính mình, thì các bạn rất muốn là mình sẽ được nhiều người biết đến bằng cách là được follow này, hay là các bạn yêu ngay cho mình khi mà các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường à, sau này mình sẽ trở thành ví dụ như là thích top cho những người, người có ứng. cái sự ừ. ảnh hưởng và các bạn coi đó là một cái sự thành công của các bạn ở xã hội hiện đại ừ. Ừ. thì không biết rằng là anh thấy rằng là cái quan điểm đó như thế nào? Bản thân anh không đánh giá được, bởi ừ. vì bây giờ là các bạn trẻ nó là thế hệ, môi trường xã hội nó lại khác nhiều cái anh xem ở trên tiktok anh chẳng hiểu là các bạn đang làm gì thì anh nghĩ là cũng khó để anh đưa ra ý kiến nhưng mà thật ra là nếu các bạn thấy vui và kiểu đây là thật sự mang lại những cái hạnh phúc cho các bạn thì anh anh thấy ok không vấn đề gì nhưng mà anh nghĩ là mình cũng phải hạn chế ở một cái mức nào đó ừ. nếu tất cả xung quanh cuộc sống của mình chỉ tập trung vào kiếm view kiếm ừ. follower thì thật ra là mình phải xem lại bản thân về những xem Nó sẽ giúp cho Kiểu sự nghiệm Hay cho cuộc sống của các bạn Như thế nào Chứ còn nếu đơn thuần là Cũng muốn kiểu Nhiều người biết đến Để cảm thấy như kiểu vui ừ. Thì anh nghĩ là Cái đó là Nó cũng là Cái sự vui thật sự Vì thật ra bạn thân anh cũng Có lúc nổi tiếng Lúc kiểu Đọc những cái comment Mà mình cũng bị ảnh hưởng em Những cái người nói Rất là tích cực ừ. Thậm chí chửi <laughs> mình cố gắng kiểu bảo ôi mình không quen bạn này bạn này có quan trọng đâu mà ừ. mình sẽ để tâm đến những comment của bạn ừ. ấy nhưng mà cũng có sự ảnh hưởng em thì thật ra là anh nghĩ là các bạn trẻ cứ gọi là cứ đuổi theo phim ok follow nhiều nhưng mà nên có một cái mục đích À. Sau này nếu dùng cái đó để kiểu làm business nào Kinh doanh, ừ. bán hàng hay gì Thì anh thấy là khá là ok, khá là tốt okay. Tại vì nó cũng có thể trở thành Một cái bệnh à, bình đúng, nghiện, đúng không ừ. Tại vì em cũng luôn luôn quan tâm thấy người này có nghĩ tích cực đến mình không Các bạn có follow mình hay không Thì anh thấy sống như thế Rất là khổ hiểu. Còn thật ra là anh không thể đánh giá Anh không dám nói là Các bạn đang sống sai hay làm gì sai Tại vì bây giờ thế hệ nó khác không không đánh giá được